xin chào các bạn. Và bây giờ mình đang đi chợ Tân Phước Khánh. Vậy hả? Vậy con đi theo Diệu phải không? Đi trước mà hả? Đi chỗ nào đó? Thả tay Út ra để có quay phim nè. Chợ chiều à 2 giờ mấy. Đây là bên hàng cá nè, hàng cá. Đây là những cái shop. Đưa anh đi tiền ngay đi. Bịch shop gì? Mấy ký? Shop mấy ký à? Thì đó là mấy ký. Bịch đó là mình định mấy ký. Cái bịch đó là cái loại 1 ký hay loại 2 ký? Đây đây nè con, đây con. Mua 20.000 nước cũng vừa hả? Quên đi nè. Bỏ bánh ở đó đi, tí nữa gọi lại. Ngàn nước cũng vừa. Hơi 30. Lấy con cái bịch hai quay mà sơ sơ không hả? Bịch hai mươi quay mà bự gấp mấy lần ta? Gấp 3 lần cái bịch này á. Cái bịch 5 nha. Dạ. Nha. À. Cái đó bán lạng không con? Bán con 2 lạng đi. Chứ à. Chứ 2 lạng cái bịch giống bịch nó cũng vừa luôn nè. Hai lạng cái bịch này.